tiếp nối chương trình hôm nay, Thanh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện nhu khê của một vị kiều tại Pháp khi đi làm giấy miễn thị thực tại Sứ quán Cộng sản Việt Nam Paris. Nói trên trang Facebook đôi tay nhỏ vào ngày 16 tháng 2. Mời quý vị cùng chia sẻ. Miễn thị thực tại Sứ quán giá bao nhiêu? Xin chào mọi người. Ngày 10 tháng 2, em đến Đại sứ quán Việt Nam tại Paris để xin cấp lại miễn thị thực cho con em. Dù đã chuẩn bị và đọc kỹ các thông tin về miễn thị thực trên group, nhưng vẫn rất hồi hộp khi đến nơi. Đầu tiên xin kể về cách xử lý cuộc hẹn Thông thường cứ tưởng là đã hẹn ngày giờ trên mạng Thì cứ đến sớm 5-10 phút là được Nhưng do năm ngoái khi đến làm lại hộ chiếu Em đang ngỡ ngàng vì thật ra ai đến trước là thì làm trước Không cần biết là có hẹn hay không Đến khi gặp được nhân viên của đại sứ quán nói sau Em đã chờ một giờ khi được nộp hồ sơ Trong khi em đã đến sớm hơn giờ hẹn Năm nay rút kinh nghiệm em có hẹn 14 giờ 30 Thì 13 giờ 50 em đã có mặt thì đã có khoảng 20 người xếp hàng trước em. Là sứ quán mở cửa 14 giờ. Do Việt Nam bắt đầu mở cửa lại nên mọi người tranh thủ đi làm hộ chiếu. Xin miễn thị thực. Sau em, người người vẫn tiếp tục nối điều. Chỉ có một anh nhận hồ sơ ngay quầy ghi miễn thị thực và quầy kế bên là chị Thu Ngân. Phòng trong cùng ghi hộ tịch hộ chiếu thì đóng cửa không có ai. Nhiều người cứ ngơ ngác không biết nên đứng xếp hàng ở đâu. Không có ai hướng dẫn cũng như không có bạn hướng dẫn rõ ràng. Phòng thì quá đông và ồn. Khá nhiều người tuổi trên trung niên đến, em phải chỉ cho họ đứng xếp hàng, vì hộ chiếu hay biển thị thực thì cũng chỉ có một quầy để đứng nộp hồ sơ. Khi đến đợi gần đến lượt mình, em nghe những người đứng bên quầy thu ngân ngay kế bên đóng 40 euro, rồi thì có một cô bên đang hỏi mượn tiền của bạn đi chung, kêu là phải đóng đến 150. Người bạn tỏ vẻ ngạc nhiên thì cô kêu tại hộ chiếu hết hàng rồi, vừa nói vừa đếm tiền và quay sang đóng vẻ mặt và giọng nói vui mừng vì đã làm xong thủ tục. Ngay lúc đó là đến em nộp hồ sơ, anh nhân viên lịch sự tư tốn lắm. Em đưa màn hình cuộc hẹn anh ấy kêu không cần. Trong hồ sơ em có nộp luôn thư bảo đảm bưu điện để trả hồ sơ về, thì anh ấy hỏi có muốn lên nhận trực tiếp không? Em mượn rỡ kêu muốn vì năm ngoái làm lại hồ chiếu bị bắt phải đóng tiền. 25 euro để gửi hồ chiếu về, không cho lên nhận trực tiếp, nên lần này em thủ sẵn thư bưu điện. Anh ấy ghi giấy biên nhận cho em để qua thu ngân đóng tiền, biên nhận ghi hẹn đúng một tháng sau đến lấy. Em đưa chị thu ngân giấy biên nhận và 10 euro luôn. Chị ấy vừa cầm và thấy 10 đồng thì hỏi cái gì đấy? Em bảo dạ em đóng tiền miễn thị thực. Chị ấy nói chờ chút và đưa trả lại em 10 đồng. Xong chị ấy coi hồ sơ của em và nói của em là 40 euro nhé. Em quá bất ngờ hỏi lại tại sao là 40 euro vậy chị? Phí quy định chỉ là 10 thôi mà. Chị ấy im lặng vài giây thì nói 40 là tiền làm một miễn thị thực và dịch rồi đưa ra giấy khai sinh của con em. Em nói với chị ấy khai sinh pháp cấp được miễn lãnh sự hóa đâu cần dịch. Em đã làm miễn thị thực cho con em năm 2019 em đâu có dịch. Chị ấy nói thủ tục sau hai năm đã phải đổi giờ phải dịch. Em vẫn nói em đã tìm hiểu luật trước khi đến và không có sự thay đổi gì về thủ tục làm miễn thị thực. Chị ấy kêu em đứng qua một bên chờ. Trong khi đợi em thấy những người kia cũng đóng 40 euro. Một chị tên Thi đứng sau em thì là loại hộ chiếu, xin lên lấy trực tiếp thì không cho. Bắt gửi bằng Chronopost. Cô đứng phía sau chị Thi cũng làm loại hộ chiếu thì được đến lấy trực tiếp sau một tháng, đóng phí là 90 euro. Cô này trả thẻ. Cả hai người này em nói chuyện với họ lúc mới đến sắp hàng nên trước khi về họ đều đến nói với em. Em đợi một lúc, thấy có hai người đàn ông đi ra đứng nói chuyện với chị Thu Ngân. Nhìn nhìn về phía em rồi họ trở vô phòng trong Chị Thu Ngân kêu em đến Hỏi em có đặt hẹn trước không Em kêu có và chị ấy đòi xem Em đưa điện thoại cho chị ấy đọc Chị nói ok, vậy của em là 20 euro nhé Em hỏi tại sao là 20 Trong khi phí chỉ có 10 Và không cần dịch khai sinh gì cả Chị ấy im lặng và giây rồi nói Chị đã hỏi phía trong rồi Em có hẹn hôm nay thì của em là 20 Em có muốn làm hay không Em quá mệt vì đợi lâu, phòng đông trang chút bát nhau lắm Nên em đóng luôn Em xin chị ấy ghi cho em giá tiền và biên nhận Thì chị ấy ghi một biên nhận khác Đưa cho em cả hai luôn Chị Thu Ngân nói chuyện rất nhẹ nhàng lịch sự lắm, chứ không hấp dịch như nhân viên nhiều năm trước. Nhưng phải nói là lần nào lên đại sứ quán làm hồ sơ, em cũng luôn bất ngờ về phí. Năm 2019 trước dịch, hôm đó vắng người, em đến làm ba miễn thị thực cho chồng con. Em cũng đặt hẹn trước khi trên mạng. Chị Thu Ngân kêu 90, nhờ đã tham khảo trong rút nên âm hỏi ủ chị ơi, chị xem giúp em có làm lẫn gì không? Chứ mỗi bộ quy định là 10, mà chị ấy kêu không, của chị 3 bộ miễn thị thực là 90 euro chứ nhận hồ sơ ngồi kế bên nghi người qua kêu của chị ấy có yếu tố nước ngoài 15 90 euro là đúng rồi em nói không để em cho anh chị xem vừa nói em vừa mở túi sách định móc điện thoại để đưa bản thông tư thì chị ấy nói ngay để em kiểm tra lại và trong 3 giây chị ấy nói của chị là 30 euro Lần đó em cãi vậy mà được trả đúng mức phí, lần này em cũng cãi và đợi nhưng vẫn bị trả 20 euro. Mỗi lần đi làm giấy tờ ở đại sứ quán Việt Nam còn hơn là đi đánh trận, phải chuẩn bị tâm lý và bằng chứng các kiểu, thật sự mệt mỏi. Nhiều người kêu thôi có vài chục đồng trả cho rồi để cho xong giấy tờ. Em thì không chấp nhận như vậy, mức phí như thế nào dù cao nhưng nếu đúng quy định thì em chấp nhận còn đây. Em cảm giác không khác gì đi chợ trả giá mọi người ơi. Em đề nghị đại sứ quán trả lại tiền thu ngoài quy định thông tư 264-2016 trả kết quả với biên nhận thu phí và lệ phí đúng luật định tại thông tư 264 tại bút, xin nói thêm là trong hồ sơ em nộp cho đại sứ quán có luôn bản photo hộ chiếu Pháp đã hết hạn và miễn thị thực kèm trong hộ chiếu đã hết hạn ngày 10 tháng 1 năm 2022 Bản photo đã được công chứng bởi tòa thị chính Bên Pháp khi làm hộ chiếu Pháp mới thì phải nộp lại hộ chiếu cũ Nên trước khi nộp em đã photo và xin công chứng để nộp cho đại sứ quán và xin cấp lại miễn thị thực